Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn gấp một chiếc mẫu bánh dây mới của mình vừa mới sáng tạo ra. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy A5 hoặc tờ giấy A4 như này nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp nhé. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy này. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, tức là 1, 2, 3, 4 này. Đó, các bạn dắt cho mình này. Các bạn dùng móng tay miết thật chặt để cho các đường nét nó hiện rõ ràng vào nhé. Ok, một chiếc máy bay giấy hình vuông hình chữ nhật rất là đơn giản và nhanh gọn nhẹ, có thể tạo lên được một chiếc máy bay giấy đơn giản như thế này. Chào các bạn nhé. Vừa rồi mình đã hướng dẫn xong các bạn gấp một chiếc máy bay giấy siêu đơn giản, nhanh gọn lẹ như này nhé. Rất là đơn giản thôi, chỉ 3 phút thôi các bạn đã gấp được máy bay giấy như này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye.